Bí bón bằng chế phẩm sinh học ủ rơm rạ, gọi là phân vi sinh tự chế. Khoai lang trồng bằng phân vi sinh tự chế phẩm sinh học và ủ rơm rạ đây các bạn này. Cháu biết sau này củ ra làm sao, mới được có hơn một tháng xíu thôi thôi mà dày tốt quá. Bới thử nha các bạn nhé, bới thử khoai lang trồng bằng rơm rạ ổ mục này. Thế củ đâu này, non lắm các bạn ạ, mới được có hơn một tháng rồi, non lắm. Hai cụ này các bạn, hai cụ một chỗ này, ba cụ một chỗ này. Nên đây là tùm chỗ này là được ba cụ, ba cụ một mấu dây các bạn nhé. Nên là có hơn tháng rồi. Qua từ giờ trở đi mới nhanh lớn này. Nên là vài bữa nữa thì nó như thế nào, nhưng mà bây giờ để cho nó lớn đã các bạn nhé. Tôi đang dùng bằng rơm rạ ủ bằng chế phẩm sinh học nha các bạn. Dày non chanh, tốt nhìn cứ muốn khoai lang tốt dã man còn ngàn. Và đây là bí, mình cũng dùng chế phẩm sinh học mình bón. Bí này mới được có 20 ngày các bạn nhé, 20 ngày kể từ ngày trồng. Mà trời rét á, trồng xong cái trời rét á các bạn, chết lắm. Cây bí này mới được 20 ngày từ kể từ ngày xuống đất các bạn xem này, cây này chục ngày nữa thôi các bạn ạ là được cắt ngọn. Bây giờ em nó đã ra được các bạn nhìn này, ba lá nhậm và mầm này. Bí này chỉ chục ngày nữa thôi các bạn ạ, tha hồ mà cắt. Riêng ruộng rau bí trồng vào tháng 2 này thì ở ra tiền vườn nhặt tiền là có thật các bạn ạ. Cha mẹ giàu không bằng vườn bầu tháng 3. Bạn nhìn những cây bí nó mập mạp thế này cơ mà. Một vườn rau bí hứa hẹn chống đói tháng 3 đấy các bạn. Vườn rau bí chống đói tháng 3 đấy. Mình dùng chế phẩm sinh học để ủ rơm ủ rạ. Thế xong rồi mình trồng bí xong rồi bí nó mọc lên thì mình mang mình bón. Nhưng mà các bạn nhìn cái loại này sau này là rễ bí nó cứ ra.
tơi, cực kỳ tơi luôn. Đấy. Nếu bạn nào mà chưa thực tế thì các bạn không tin, nhưng mà đây mình thực tế đây, rơm dạ các bạn này, nguyên rơm dạ. Chứ người ta còn hướng dẫn là cho cả phân chuồng, nhưng mình đây mình không cho phân chuồng mà mình đây mình bón nguyên rơm dạ này, cho nguyên rơm dạ. Ủ được khoảng 1 tháng thì nó mục các bạn ạ. Thế xong rồi mình trồng bí thì là mình mang mình bón này. Trồng khoai lang, bón khoai lang, bón bí. Và kết quả đây các bạn nhé.